Anh Hoài Nam này, có lẽ là hiện nay thì những chiếc khẩu trang y tế như thế này đang trở thành một vật dụng không thể thiếu đối với mỗi người khi mà ra đường hay là tụ tập ở những nơi đông người. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người đang tìm mua những chiếc khẩu trang y tế như thế này và tại nhiều địa phương thì còn đang xảy ra tình trạng đó là khan hiếm. Một nguyên nhân xảy ra đó chính là bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang có những diễn biến hết sức phức tạp khi mà số người mắc bệnh và số người tử vong thì vẫn tăng lên. À, vâng, chính như vậy, chính vì có nhiều người mua cho nên dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế ở các địa phương trong tỉnh. Không những thế mà giá bán những chiếc khẩu trang như thế này còn được đẩy lên cao hơn so với bình thường, thậm chí là đang loạn giá. Vâng, chúng ta sẽ cùng theo dõi qua phóng sự sau đây. Hết hàng. Hết hàng. Và ở đây cũng hết hàng. Khẩu trang y tế cháy hàng là thực trạng xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay ở hầu hết các cửa hàng dược phẩm trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Tôi từ sáng giờ đi cửa hàng này là cửa hàng thứ 4 rồi. Những cửa hàng trước là cửa hàng không quen thì là đều không có khẩu trang bán, nhưng riêng cửa hàng này là cửa hàng quen thì là được người ta tặng cho một bịch. Nói chung là ở phố tôi là nhiều người đi mua. Thế mà coi như là cũng đều coi như mắc vào cái trường hợp tức là coi như là khan hiếm như thế này. Trong vai một khách hàng, chúng tôi cũng đã phải đi rất nhiều cửa hàng dược phẩm dọc từ thành phố lên tới thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang. Và cuối cùng cũng mua được một hộp khẩu trang y tế 3 lớp. Rất là may mắn cho tôi, sau khi mà đi khoảng 5 cửa hàng thuốc thì đã mua được một hộp khẩu trang y tế như này. Thế nhưng mà giá của một hộp khẩu trang này thì cho đến buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Khẩu trang 3 lớp hiện tại là đang ở dưới Hà Nội, họ dao động là 60.000 một hộp giá nhập. Còn khẩu trang 4 lớp là 70.000 đến 80.000 một hộp. Nên là thực ra là cao quá. Trước đây thì khẩu trang 3 lớp thì bọn em nhập là 22.000 một hộp. Còn khẩu trang 4 lớp thì là 23.500 đồng một hộp. Thực sự là giá rất là đẩy lên cao quá. Tăng gấp 2 lần, có loại tăng gấp 3 lần. Dù giá tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, song với những người có nhu cầu, nếu mua được khẩu trang cũng đã là may mắn. Bởi theo nhiều cửa hàng dược cho biết, việc đặt hàng và lấy hàng về bán cũng đang hết sức khó khăn. Từ sáng đến giờ là tất cả các khách hàng vào đây chủ yếu là đi mua khẩu trang. Thì thực sự ra là quầy của tôi là hết từ trước Tết rồi. Thế mà tôi gọi tất cả các hãng rồi các công ty là không có. Hỏi ví dụ như nếu mà có hỏi giá thì giá cao, thế nhưng mà thực sự là không có hàng đó. Hiện hầu hết các sản phẩm khẩu trang y tế đều trong tình trạng khan hàng. Nhất là mấy loại chuyên dụng như 3M hay N95 còn cháy hàng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sĩ, thì người dân chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn chặn đường giọt bắn và đường không khí. Không cần nhất thiết sử dụng khẩu trang N95, mà chỉ cần sử dụng khẩu trang 3 lớp, khẩu trang y tế 3 lớp. Bởi vì khẩu trang 3 lớp thì đã có thể ngăn ngừa được cái khi chúng ta tiếp xúc giữa bệnh nhân và các y bác sĩ với bệnh nhân hoặc là những khu đông người với nhau thì cái khẩu trang này đã chống được. Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra đã khiến cho người dân hết sức hoang mang, lo lắng, đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay. Các cửa hàng dược phẩm thì không đáp ứng kịp vì sức mua quá lớn. Thực trạng này đã khiến cho giá các mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay khan hiếm, thậm chí là cháy hàng và giá cả thì tăng cao. Vấn đề này cũng đang rất cần sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng.